Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Cadiz, 3:00 ngày 12 tháng 3, vòng 28 VDQG Tây Ban Nha, sân Wanda Metropolitano. Ba trận vừa qua ở La Liga, Atletico Madrid toàn thắng cả về tỷ số và kèo châu Á, ghi 8 bàn, chỉ thủng lưới đúng một lần. Giai đoạn gần đây Cadiz thi đấu với phong độ tốt, liên tục mang về niềm vui cho người hâm mộ. 9 lần xuất quân vừa qua tính trên mọi đấu trường, đội bóng này bất bại tới 7 lần với 2 chiến thắng và 5 trận hòa. Tính theo kèo châu Á, Cadiz thắng 7, hòa 1 và chỉ để thua 1 trong số 9 trận đấu đó. Trên sân khách, Cadiz với lối chơi phòng ngự phản công đã thành thương hiệu cũng nhận được sự tin tưởng của giới đầu tư. 9 trận xa nhà trước đó, đội bóng này bất bại 6 lần với 3 thắng, 3 hòa về mặt tỷ số, thắng 7 trận theo kèo châu Á. Mùa giải này, Cadiz từng cầm hòa nhiều đội chủ nhà mạnh như Real Madrid, Villarreal, đánh bại Bilbao ngay tại xứ Basque. Thế nhưng chừng đó là chưa đủ để Cadiz nhận được sự tin tưởng ở trận đấu sắp tới trên sân của Atletico Madrid. Ngay thời điểm đầu tiên lên sàn giao dịch châu Á, nhà cái đã để Atletico Madrid chấp 1/1/2 theo handicap. Cần biết rằng những trận đối đầu Cadiz trước đây tại giải VDQG Tây Ban Nha, Atletico Madrid chỉ chấp từ 1/4 đến cao nhất là 1/1/4 theo chỉ số tương tự. Lối chơi của Atletico Madrid vẫn đang là khắc tinh với Cadiz. La Liga mùa trước, Atletico Madrid đã đánh bại Cadiz cả hai lần với các tỷ số 4-0 sân nhà và 4-2 sân khách. Giai đoạn lượt đi mùa này, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone thắng tưng bừng 4-1 ngay trên sân của Cadiz. Lực lượng ổn định, Atletico Madrid đang thi đấu vào form. Ba trận vừa qua ở La Liga họ toàn thắng cả về tỷ số và kèo châu Á, ghi 8 bàn, chỉ thủng lưới đúng một lần. Ba trận sân nhà gần đây của Atletico Madrid đều khép lại với chỉ tối đa 2 pha lập công. 7-9 trận vừa qua của Cadiz trên sân khách cũng kết thúc mà không thể vượt mốc 2 bàn thắng. Thế nhưng nhà cái vẫn để kèo tài xỉu trận đấu sắp tới ở mức 2/1/2, theo tài ăn ít. Điều đó sớm cho thấy rằng, xỉu là kênh đầu tư kém an toàn.